Xin chào các bạn đang theo dõi Phượt TV. Và chúng tôi đang có mặt tại Sydney, Australia. Hình ảnh các bạn đang thấy là nhà hát Con Sò nổi tiếng. Và bây giờ là 1 giờ 5 phút giờ Australia. Hôm nay có trời nắng đẹp và chúng tôi ra bờ sông ngồi ngắm cảnh. Hình ảnh các bạn có thể thấy lúc này là cây cầu bắc qua sông. Nơi đây có nhiều bến phà để giúp chúng ta có thể đi di chuyển xung quanh đây dễ dàng. Rất nhiều chú chim rất là mạnh dạn. Nào, hãy đến với một vòng khung cảnh ở nơi đây. Một chú chim. Trời rất nắng, chúng tôi chuẩn bị uống bia. Các bạn có thể ngắm khung cảnh ở đây lúc này.